Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm iPhone 7 Pro. Đây chính là hai dòng sản phẩm mà chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Như các bạn nhìn thấy thì ở mặt trước thì được làm hoàn toàn gần như là giống như iPhone 6s Plus. Thế nhưng ở phía sau thì sao? Phía sau thì khác biệt rất là lớn. Phía sau iPhone 7 Pro được trang bị bộ camera kép. Các bạn thấy bộ camera kép này khác biệt hoàn toàn so với iPhone 6s Plus. Các bạn có thể nhìn thấy nó sự khác biệt chưa? Ở đây mình có một chiếc iPhone 6s Plus hàng Đài Loan đây. Khác biệt nhau hoàn toàn về mặt sau. Mặt sau thì thiết kế khác đi rất là nhiều. iPhone, chữ iPhone chứ không còn không có chữ S ở như này nữa. Và đường bo trắng này thì tận dưới này cơ. Đấy. Và ngoài ra có một điểm khá là đặc biệt là máy sẽ không có phần jack cắm tai nghe, thay vì đó cắm tại chân sạc luôn. Cắm vào chân sạc luôn. Vỏ thì vẫn được làm bằng nhôm nguyên khối. Các bạn thấy là iPhone 7 Pro sử dụng hệ hoành iOS 10. iOS 10 chính như vậy là nó sẽ khác biệt hơn một chút. Ở iOS 9.3 thì chúng ta sẽ gạt sang để mở khóa. Thế nhưng iOS 10 thì gạt sang sẽ không mở khóa, sẽ vào trang công cụ như vậy. Chúng ta muốn mở khóa chúng ta phải bấm vào đây hoặc là chạm vào nút home. Lập tức máy sẽ mở khóa ngay. Về cơ bản thì cũng gần như là như nhau, nhưng cũng có sự thay đổi khá là nhiều ở trên hệ điều hành. iPhone 7 thì sử dụng hệ điều hành Android là 5.1 các bạn nhé. Và giao diện được tùy biến theo giao diện của iOS, ngay cả kẻ kho ứng dụng này. Kho ứng dụng này. Thanh công cụ này cũng vậy. Kho ứng dụng được làm hoàn toàn tùy biến giống như là trên iOS. Đây các bạn có thể thấy là mình đã chỉ ra một vài điểm khác biệt trên iPhone 7 Pro và iPhone 6s Plus. Phần iPhone 7 Pro thì trang bị camera kép. Chính vì vậy khi chúng ta chụp ảnh thì nó sẽ khác biệt rất là lớn so với iPhone 6s Plus. Ở đây mình sẽ thử chụp bằng hai dòng sản phẩm này. iPhone 7 Pro thì camera của nó là cụm camera kép. Như các bạn nhìn thấy, ngay từ bước đầu tiên chúng ta nhìn thấy mức độ hiển thị của nó. Nó hiển thị hình ảnh trong và sáng hơn rất là nhiều. Đây là một điểm khác biệt rất là lớn. Và đây cũng là sự thay đổi của hãng điện thoại. Các bạn nhìn thấy thì chất lượng hiển thị camera của iPhone 7 rất là đẹp hơn. Thực tế nó là như vậy. Mình đã cầm trên tay thực tế nó là như này. Về cơ bản là gần như là như nhau. Có sự thay đổi cũng rất là nhiều ở mặt sau. Và chạy trên hệ điều hành thì cũng khác nhau. Như các bạn nhìn thấy, khi mình gạt thanh công cụ từ trên xuống ở trên iPhone 7 Pro thì được làm rất là bắt mắt và rất là đẹp. Sự thay đổi đáng thay đổi từ iPhone 6s Plus ở dưới lên cũng vậy. Thanh công cụ từ dưới lên cũng được làm thon gọn và rất là đẹp. Rất nhiều các chức năng ở đây. Phần viền bên ngoài thì vẫn được làm hoàn toàn là bằng nhôm.
và cũng có một chút sự thay đổi ở phần phần cắt ngang như vậy. Viền trắng này được bo xuống dưới chứ không phải bo lên trên giống như là iPhone 6s Plus. Nút Home cũng được trang bị tính năng bảo mật dấu vân tay. Ở đây mình sẽ thử chức năng bảo mật dấu vân tay. Rồi, mình sẽ thử. Đó. iPhone 7 Pro cũng được trang bị bảo mật dấu vân tay trên trên nút Home này. Và hình nền như các bạn thấy thì nó khác so với iPhone 6s Plus. Mình sẽ cài thử một cái hình nền khác. Khi mình dùng một lực nhất định nhấn vào thì con cá sẽ lập tức quẫy đuôi. Đây là hình con cá. Rồi, bây giờ nó đã cài xong hình này, con cá này rồi. Mình thấy là khi mình dùng một lực nhất định nhấn vào màn hình thì con cá sẽ quậy đuôi, chứ còn bình thường nếu như mình chạm nhẹ như này thì nó sẽ không hề có quậy đuôi như vậy. Nhưng bắt buộc mình phải nhấn vào đây. Nhấn một lực nhất định vào cũng giống như chung công nghệ là 3D Touch trên iPhone 6s Plus hàng chính hãng như vậy. Chúng ta phải dùng một lực nhất định ở đầu ngón tay nhấn vào thì con cá mới lập tức quẫy đuôi, còn bình thường chúng ta chạm vào như này thì nó sẽ không hề có hiện tượng quẫy đuôi, bắt buộc chúng ta phải nhấn vào đấy, nhấn luôn lực vào, rất là hay đúng không ạ? Hôm nay thì mình đã giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm iPhone 7 Plus, iPhone 7 Pro rất là đẹp. Sự thay đổi đáng kinh ngạc là có thêm bộ camera kép như vậy, khá là ok. Đây là phiên bản máy màu vàng hồng. Như các bạn thấy thì iPhone 7 nó sử dụng hệ điều hành là giao diện là iOS 10.0. Còn iPhone 6s Plus thì chỉ sử dụng hệ điều hành là iOS 9.3 mà thôi. Các bạn đấy.
khá là đẹp. Cũng khá là mượt mà chứ dòng sản phẩm iPhone 7 Pro này. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn hãy liên hệ hotline của chúng tôi 0971 835 999 hoặc 0978 118 876 để tìm hiểu về thông tin dòng sản phẩm này. Hoặc các bạn truy cập trực tiếp website của bên mình. Mời các bạn truy cập trực tiếp website của bên mình để xem thông tin chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết về iPhone 7 Pro này. Đây các bạn truy cập trực tiếp website này. Điện thoại taiwan.com. Ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu về các dòng sản phẩm khác, ví dụ Samsung Galaxy S7S Đài Loan. Đấy. iPhone. Nói chung là rất nhiều các dòng sản phẩm để các bạn có thể nghiên cứu. Mình sẽ test thử một cái game này trên iPhone 7 Pro này. Màn hình 5,5 inch. Màn hình to. Nên là việc chúng ta xem phim hay là chơi game thì mình cũng rất là tốt. Đây là những cái hình ảnh mà trên máy là đã có sẵn. Đây là những hình ảnh rất là đẹp đúng không? Ở trên máy là đã cài sẵn những hình ảnh này rồi. Anh em mua về chỉ việc xem thôi. Ôi em này bị hở. Các bạn nhìn thấy. Zoom vào rất là rõ và nét đúng không? Đấy.
Chất liệu hiển thị camera rất là tốt, lấy nét rất là nhanh. Bên mình thì có rất nhiều dòng sản phẩm, các bạn có thể thấy là các bạn có thể đặt mua tất cả các màu, bên mình đều có màu đen, màu vàng, màu hồng và màu trắng đều có hết, các bạn có thể đặt mua. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn, hôm nay thì mình đã test sơ qua về iPhone 7 Pro. Như các bạn cũng biết thì dòng sản phẩm bên mình là những dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện tại, tốt nhất trên thị trường mà bên mình đã bán ra. Thì các bạn hãy lưu ý khi đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ đúng hotline của bên mình để đặt mua được dòng sản phẩm loại 1, là những loại cao cấp của bên mình. Về chính sách bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành 1 năm tất cả các dòng sản phẩm bên mình bán ra, và lưu ý hơn là bên mình sẽ có bảo hành cả viên pin cho các bạn, chứ không giống như là một vài nơi khác trên thị trường bán hàng kém uy tín không có pin để thay thế, hoặc là các bạn có thể sợ là mua hàng Đài Loan này về sau này hỏng không có linh kiện thay thế. Thì đây, các bạn chờ mình một chút thì mình sẽ mang cái lô pin của mình ra. Hiện tại thì khi bên mình nhập máy về và đã nhập theo pin như vậy. Đây. Đây chính là pin. Pin của iPhone 6s Plus. Khi bên mình nhập máy về thì sẽ nhập theo rất nhiều pin như vậy, nên các bạn có thể yên tâm. Yên tâm khi mua sản phẩm bên mình sẽ được bảo hành với chính sách bảo hành tốt. Đây, các bạn thấy viên pin đằng sau nó như này. Đấy. Đây là những viên pin mà bên mình đã nhập về. Thì kể cả như các bạn nào có nhu cầu muốn mua viên pin này hoặc là mua máy ở nơi khác mà bị hỏng pin thì có thể liên hệ với mình sẽ cung cấp pin cho các bạn để các bạn thay thế. Đấy. Trên thị trường thì bên mình độc quyền các dòng pin này nên là rất ít nơi có pin, nên các bạn hãy lưu ý hơn khi tìm hiểu về sản phẩm và các bạn chọn được cái nơi bán hàng rất là uy tín như vậy thì các bạn có thể yên tâm sử dụng và trải nghiệm nó rất là đẹp. Tuy nhiên là cầm một chiếc điện thoại trên tay thì rất là sang trọng rồi. Hiện tại trên thị trường iPhone 7 Pro vẫn chưa ra đời đâu. Đấy, nhưng hàng Đài Loan này thì đã có rồi. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe bài test video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.